Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, khi Mỹ tung gói kích cầu 1.900 tỷ đô để kích cầu giải cứu nền kinh tế, điều này sẽ gián tiếp tác động đến xuất khẩu cũng như giá vàng, giá đô, lãi suất v.v. tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Với gói kích cầu 1.900 tỷ USD được đánh giá bằng 10% tỷ số GDP trung bình trong một năm của nước Mỹ, các chuyên gia đánh giá đây là một trong những gói cứu trợ kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Vì thế Việt Nam ít nhiều sẽ được hưởng lợi từ gói kích cầu này, song song với đó vẫn sẽ tồn tại tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không cảnh giác cao. Bây giờ là toàn nước Mỹ đều được hưởng thụ cái này, cho nên những người nghèo nhất cũng được hưởng. Ít nhất là 1.400 đô và cái trợ cấp thất nghiệp là mỗi một tuần là 300 đô. Cho nên ta cũng sẽ có cơ hội để tiếp tục xuất khẩu một số mặt hàng mà ở nước Mỹ đang cần. Đó là những mặt hàng như là cái nhóm ngành lương thực thực phẩm, là bất cứ trong tình huống nào thì người ta cũng cần có cái tiêu dùng này hết. Thứ hai là nhóm ngành về các cái hàng linh kiện, điện tử, các cái hàng về công nghệ thì người ta vẫn sử dụng rất là nhiều. Thứ ba là những cái ngành hàng mà là giáo dục, y tế mà trong đại dịch ấy, thì người ta vẫn đang cần để sử dụng ngay tại nhà, tại gia đình của họ. Và đây chính là cái cơ hội cho Việt Nam nói riêng và các quốc gia khác nói chung xuất khẩu qua Mỹ. Bên cạnh đó, với lượng tiền khổng lồ này sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội trong việc kết nối giao thương xuất khẩu sang Mỹ và khả năng tiêu thụ hàng hóa cũng tốt hơn trước. Đây có thể nói là một nguồn động lực bổ sung cho nền kinh tế Việt Nam trong năm nay. Tuy nhiên, việc ồ ạt ra thị trường một nguồn tiền quá lớn sẽ không thể tránh khỏi một số tác động tiêu cực, cần cân nhắc trước xu hướng tiền tệ có thể được nới lỏng, kéo theo đó là tình trạng lạm phát tăng cao. Khi lạm phát tăng, sẽ truyền dẫn áp lực lên lãi suất, cuối cùng đẩy giá cả hàng hóa lên cao. Các tác động tiêu cực của gói kích thích kinh tế Mỹ sẽ lan truyền đến Việt Nam, tương tự như cách Việt Nam đang hưởng lợi từ đây. Cũng theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng, không chỉ có Việt Nam được hưởng lợi từ đây, vì thế sự cạnh tranh trong chất lượng hàng hóa sẽ bắt đầu tăng dần. Vậy nên các doanh nghiệp cần chú ý trong việc đầu tư sản phẩm, nguồn lực lao động theo chuỗi phát triển bền vững. Điều này cũng đồng nghĩa các doanh nghiệp cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến lạm phát, tỷ giá, giá vàng để có phương án chủ động đối phó thích ứng.